không khó để lý giải tại sao người ta lại đặt quan lê và phi nhung lên bàn cân sau loạt ồn ào về con nuôi bởi lẽ cả hai đều xuất thân là những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng có chỗ đứng vững trong nền âm nhạc việt nam và đều nhận hai giọng ca nhí bước ra từ cuộc thi âm nhạc làm con nuôi thế nhưng có câu không có so sánh sẽ không có đau thương mỗi người một hoàn cảnh thật không công bằng khi những đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi phải đối mặt với quá nhiều lời so sánh khi cuộc sống vẫn ổn đối với người trong cuộc ngay lúc này, thay vì liên tục đưa ra những quan điểm một chiều, mang tính chủ quan, có lẽ tốt nhất chúng ta vẫn nên chậm giải, ngồi nghe quan Lê một lần nói hết về mối quan hệ với người con nuôi phương Mỹ Chi, cũng như chia sẻ về quan điểm cá nhân trước loạt lùm xùm của Phi Nhung. Là một trong những cặp bố nuôi con nuôi nổi tiếng nhất nhì vi biết. Anh nghĩ cơ duyên nào đã khiến anh quyết định nhận Phương Mỹ Chi làm con và duy trì mối quan hệ gắn kết như vậy đến tận bây giờ? Tôi nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi vì tôi đã xem chương trình giọng hát Việt nhí. Tôi cảm thấy, con bé này nhỏ mà hát hay quá, một cô bé chín, 10 tuổi mà nhấn nhá, luyến lấy như thế thì đúng là bản năng trời phú. Với một tài năng trẻ như thế, nếu mình uống nắng từ nhỏ thì chắc chắn sau này em ấy sẽ thành công. Khi ấy, tôi nhận bởi vì thứ nhất là tôi thương giọng hát, thứ nhì là với vai trò một nhà sản xuất, tôi muốn đầu tư. Mà đầu tư có lợi nhuận thì chưa thấy, Viên việc đầu tư cho Phương Mỹ Chi, tôi chỉ thua và lỗ về sản phẩm thôi nhưng được lại là mình có được một người con. Anh có thể chia sẻ thêm về khoảng thời gian cả hai cùng nhau đi hát, anh đã đưa Phương Mỹ Chi đi những đâu và đầu tư những gì để cô bé hoạt động tốt hơn trong lĩnh vực âm nhạc. Tôi đưa Phương Mỹ Chi đi Liên Xô, Mỹ, Úc Châu ở nói chung nước ngoài. Thật ra đi nước ngoài chi phí rất cao. Tôi từng tốn 8.000 đô la Mỹ, Khoảng 183 triệu để làm Vira cho hai mẹ con Phương Mỹ Chi nhưng mà lần đó không thành công, người làm Vira cho tôi họ cũng không trả lại số tiền đó. Đó là lần đầu tiên. Những lần sau này, mỗi lần làm Vira cho hai mẹ con Phương Mỹ Chi, bên nước ngoài họ tính tôi khoảng 5.000 đến 6.000 đô la Mỹ, khoảng 110 triệu, 120 triệu, cho hai mẹ con, chưa kể tiền vé máy bay đi nước ngoài và nội địa. Tại sao bên hải ngoại, Phương Mỹ Chi lại có giá cao chót vót? đó là vì tiền visa rất cao và chi phí do họ trả. Thứ hai là vé bay cho hai mẹ con, một vé cho khoan hạng thường từ Việt Nam sang Mỹ rơi vào khoảng 1.500 đô la Mỹ, khoảng 35 triệu, thì hai mẹ con đi khứ hồi là khoảng 3.000 đô la Mỹ, khoảng 60 triệu, chưa kể máy bay nội địa, cũng chính vì thế, qua Mỹ hát bốn sâu trừ đi chi phí cũng không còn bao nhiêu nghe thì nhiều lắm nhưng trừ đi chi phí là hết cả chục ngàn đô la tiền giấy tờ với tiền vé máy bay rồi, cho nên giá 6.000 đô la Mỹ và trừ hết chi phí thì số tiền phương Mỹ chi thu về còn rất ít, không nhiều như số tiền mà mình nhận từ bầu sâu. Phải đầu tư cho con nhiều mà lợi nhuận thu lại không còn bao nhiêu, có bao giờ anh thấy nản lòng chưa? Những MV mà tôi đầu tư cho phương Mỹ chi là hàng trăm triệu một cái, CD đầu tiên tôi đầu tư là 500 triệu, tiền đâu mà ra? đó là tiền tôi bỏ ra khẳng định luôn những sản phẩm mà tôi đầu tư cho phương mỹ chi tôi chưa bao giờ lấy lại vốn tôi in hai mươi mấy ngàn đĩa mà bây giờ còn chục ngàn đĩa nè tiền in đĩa của phương mỹ chi hồi đó tôi tốn một trăm năm mươi mấy triệu tiền in bìa bây giờ vẫn còn một nửa bìa đĩa chưa bán hết có nghĩa những sản phẩm tôi làm cho phương mỹ chi là vì mình thương vì yêu thích nghệ thuật nên làm chứ không có lời cho nên là sau khi đầu tư những chi phí đi lại này nọ phương mỹ chi đóng góp cũng không đủ bù vào sản phẩm lỗ của công ty nữa toàn là lỗ không à tôi không có chút lợi nhuận nào cả khi sinh cho con nhiều như vậy đã bao giờ anh mong muốn có được sự hồi đáp lớn lao nào đó từ phương mỹ chi tôi chỉ mong lớn lên nó nhớ nó luôn có một người ba là được đó là niềm vui chứ cá nhân tôi tôi không cần gì hết tôi cảm thấy những gì mình có được ngày hôm nay là do khán giả yêu thương mình mà có chứ mình hát hay khán giả không yêu thương không ủng hộ mình thì mình cũng sẽ không thành công trong nghệ thuật tại vì âm nhạc rất nhạy cảm khán giả họ thương người nào họ quý người nào thì họ sẽ nghe còn nếu hát hay mà họ ghét họ cũng sẽ không quan tâm cho nên những người được khán giả yêu thương quan lê cho là may mắn đã có lúc anh và phương mỹ chi không xuất hiện bên nhau nhiều như trước nữa phải chăng giữa cả hai có chút mâu thuẫn nào đó phương mỹ chi với tôi không có vấn đề gì phương mỹ chi lúc nào cũng thương tôi nhưng mẹ phương mỹ chi hay đặt điều kiện với tôi nên tôi giận giận cá chém thất giận mẹ không gặp con là thế chứ đến bây giờ tôi vẫn rất thương phương mỹ chi có những vấn đề tôi và mẹ ruột phương mỹ chi không đồng tình với nhau nên mẹ của phương mỹ chi có động thái là ngăn bé không cho hợp tác với tôi với những trường hợp thế thì gia đình có những quyết định riêng có những câu chuyện riêng, tôi sẽ không làm việc được chứ không phải không thương Phương Mỹ Chi. Thời gian gần đây, có rất nhiều câu chuyện nhạy cảm xoay quanh vấn đề con nuôi, điển hình là câu chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Là một người bố đã từng che chở và giúp đỡ Phương Mỹ Chi trong suốt hành trình hoạt động trong showbiz, anh có suy nghĩ gì về vấn đề này? Nói chung, một đứa trẻ đi vào nghệ thuật mà không có người dẫn đầu thì thua. Theo tôi thấy thì nhờ có Phi Nhung, Hồ Văn Cường mới có sâu cũng như phương Mỹ chi nhờ có tôi, tôi kết nối với những mối quan hệ của tôi để giúp cho con mình đi sâu. Một người trẻ mà đi vào showbiz, nếu không có một người đỡ đầu thì phải có một người quản lý thật chuyên nghiệp mới có thể đi đường dài. Nếu ngày ấy mà Hồ Văn Cường cứ để cho cha mẹ và gia đình quản lý thì tôi nghĩ rất khó khăn. Cho nên có một người đỡ đầu thì mình nên trân trọng điều đó. Còn về câu chuyện xoay quanh các xe của Phi Nhung và Hồ Văn Cường với tư cách là một nhà sản xuất, bố nuôi, anh có nghĩ việc giữ tiền thưởng và cắt xê tận 5 năm là một hành động không hợp lý? Tôi không có ý kiến và không nhận xét, tôi cũng không biết đúng sai để trả lời. Vậy anh có suy nghĩ như thế nào khi thời gian gần đây cư dân mạng liên tục đặt anh và Phi Nhung lên bàn cân để so sánh về trách nhiệm của một người bố mẹ nuôi? Tôi cũng nghĩ là khán giả có quyền suy nghĩ, có quyền nói lên ý kiến, còn đúng sai thì chỉ có người trong cuộc mới biết tôi là người ngoài, tôi không biết gì cả. Ảnh, siêu tầm.